Làm bông vụ nghịch không bắt lo là một trong những mô hình chủ lực của phần bóng bà tốt, được hàng ngàn nhà vườn áp dụng triển khai từ năm 2020 đến nay. Mô hình làm bông vụ nghịch không bắt lo cung cấp bí kíp canh tác vụ nghịch năng suất đi đôi với chất lượng, bổ sung những thiếu sót của quy trình làm bông vụ nghịch truyền thống thông thường. 1. Không cháy lá khi tạo mầm, không rụng lá già, không làm suy yếu sau nuôi trái. 2. Tạo mầm hoa đạt trên 90% chất lượng bông, mập, dài, chắc khỏe. 3. Tồn dư thấp, không làm chai đất, đất khỏe, tơi xốp, vi sinh vật trong đất hoạt động tốt. 4. Tiết kiệm chi phí phục hồi sau thu hoạch và thời gian phục hồi nhanh chóng. Làm bông vụ nghịch không bắt lo của phân bón bà tốt hướng tới giá trị bền vững hơn cho cây sầu riêng, môi trường đất, nước và con người. Hàng trăm bí kíp về quy trình làm bông vụ nghịch không bắt lo đã được cập nhật, ấn tượng và hữu ích. Hàng triệu lượt theo dõi lan tỏa tích cực đa kênh. Hàng trăm video thú vị trực quan và hấp dẫn về mô hình làm bông vụ nghịch không bắt lo phủ rộng trên các nền tảng được đông đảo bà con toàn quốc đón nhận, hưởng ứng nhiệt tình và lan tỏa rộng rãi suốt nhiều năm qua. Hàng ngàn nhà vườn khắp các tỉnh thành đã áp dụng, đạt được nhiều thành quả hơn mong đợi và gửi những phản hồi tích cực về với phân bón bà tốt. Điển hình phải kể đến các vườn có tình trạng đặc biệt như vườn Anh Trường ở Tháp 10 Đồng Tháp, hành trình phục hồi vườn sầu riêng nhiễm phèn đến làm bông vụ nghịch về đích thành công. Vườn Chỉ Cần Tháp 10 Đồng Tháp, cây thu trái bói năm đầu, trái nở học, xanh gai, 40 cây cho năng suất 7 tấn, đến thương lái cũng phải trầm trồ. Vườn Anh Hải Cái Bè Tiền Giang làm bông vụ nghịch không bắt lo, gặp đợt sốc nhiệt vẫn giữ vững phong độ, về đích thành công. Và rất nhiều nhà vườn khác đã gửi kết quả thành công về cho phân bón bà tốt. Làm bông vụ nghịch không bắt lo mùa thứ năm đang trên hành trình khởi động, hứa hẹn đem lại năng suất tốt, đi đôi chất lượng tốt đến cho nhà vườn khắp mọi nơi. Những câu chuyện nhà nông, những bí kíp vàng canh tác làm bông vụ nghịch sẽ được cập nhật liên tục tại các kênh đa phương tiện của phân bón bà tốt. Sầu riêng làm vụ nghịch sắp sửa vào vụ, nhà vườn cần tư vấn quy trình làm bông vụ nghịch không bắt lo, hãy liên hệ ngay cho phân bón bà tốt. Làm bông vụ nghịch không bắt lo, năng suất đi đôi chất lượng. Cô thấy làm không bắt lo, thấy cái cây nó cũng không có tổn hùng. Sầu riêng của cô là đạt vậy nè, mà không tin. Hồi đó cái lá của cô á, nó tốt nhưng mà nó không có tốt bằng, nó không có dày. Theo công ty bao tốt là nó dày, mà cô bẻ vậy nè, đó, bẻ vậy nó cũng đâu có gãy. Gặp hồi đó là bẻ nó gãy liền. Làm cái này là lá nó không thượng nha, nó không cháy nha. Chứ phần là làm không phát lo mà bông nó ra gì là ấy đó đạt đó. Chứ còn phát lo thì nó ra bông, nói chung là phát lo là ra bông dữ lắm luôn đó. Nhưng mà cây nó tổn lắm. Thì nói nào ngay, không sử dụng phát lo thì cái cây của mình nó đỡ bị cháy lá hơn đó. Của người ta thì nó cháy lá nhiều. À, cái sản phẩm bôi xe tớp á, mình đã nghĩ cái là nó bông nó ra, nó cái cuốn bông nó dài vừa dặn mà nó mập, nó sáng bông mà bông nó rất là đồng đều. Mình sử dụng bôi xe tớp á, khi mình tạo mầm gặp thời tiết bất lợi, bông nó vẫn ra nó chất lượng, nó không bị xì đọt. Nếu nó xì đọt sớm là nó mất cái mầm của mình. Làm bằng sản phẩm bôi xe tớp là nó không có cháy lá, nó không có giựt lá như bắt con.